Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Bếp An Toàn. Ngày hôm nay Bếp An Toàn sẽ hướng dẫn các anh chị chi tiết cách sử dụng chiếc máy rửa bát Dustler SCE60MO8EU. Máy rửa bát Dustler của chúng ta được thiết kế có thể lắp âm hoặc để độc lập, rất tiện lợi cho người dùng. Máy thì là size mini, có thể rửa với công suất là 8 bộ bát đũa châu Âu, rất là phù hợp với những người sống độc thân hoặc là những gia đình có ít thành viên, khoảng từ 2 đến 3 người. Với thiết kế kích thước là chiều cao là 59.5, chiều rộng là 55 và chiều sâu là 50. Thiết kế nhỏ gọn như thế này thì sẽ rất phù hợp trong mọi không gian bếp của chúng ta, ngay cả những không gian mà chúng ta chưa từng thiết kế để đặt chiếc máy rửa bát nữa. Về giao diện của máy, chúng ta có thể thấy là máy có một màu xám bạc, thanh lịch, sang trọng. Hệ thống bảng điều khiển bằng các nút cơ, rất dễ thao tác ngay cả đối với người già và trẻ nhỏ. Với hệ thống hướng dẫn bằng hình ảnh trực quan, dễ thao tác và cũng rất dễ hiểu nữa. Đây là phần mặt sau của máy rửa bát Dustler. Như quý vị có thể thấy, đây là miếng cao su non giúp bảo vệ mặt sau của máy cũng như là giảm tiếng ồn cho máy khi mà hoạt động. Toàn bộ xung quanh đều được khung bo inox rất là kín. Nó sẽ hạn chế cái việc là côn trùng nó bay vào trong này, như là gián sẽ bay vào và làm bào hỏng hết các cái mạch ở trong máy của chúng ta. Khu vực bên dưới là dây nguồn. Dây nguồn là dạng hai chân, được nối trực tiếp vào máy. Ở đây là dây thoát nước, cũng được nối trực tiếp vào máy. Và dây cấp nước. Dây cấp nước này thì dây ngoài sẽ được đi kèm với cả máy mới khi mà chúng ta mua về. Đây là hệ thống chương trình bảng điều khiển của máy, các nút cơ. Đây là các chương trình gồm từ P1 đến B7. Chúng ta điều khiển ở nút này. Đây là số các P tương ứng với các chương trình rửa. Đầu tiên sẽ là P1, là chương trình rửa son, nồi, chảo, các vật dụng bám nhiều dầu mỡ. P2 là chế độ rửa auto tự động, chế độ rửa thông thường. P3 là chế độ rửa eco, tiết kiệm năng lượng, điện, nước. P4 là các vật dụng nhạy cảm với nhiệt độ cao như là ly thủy tinh hoặc là những cái vật dụng của trẻ em. P5 là chế độ rửa nhanh 90 phút. P6 là các vật dụng có chất liệu hỗn hợp. Và P7 là chế độ rửa ngâm. Và tất cả các chương trình rửa cơ bản này thì đều được làm sạch theo quy trình 4 bước. Đầu tiên là sẽ loại bỏ những vết bẩn lớn trên bề mặt vật dụng, chúng ta thường gọi là rửa sơ. Thứ hai sẽ là rửa sạch, lần lượt phun nước làm sạch các góc. Thứ ba là rửa kỹ, loại bỏ đến 99% các vết bẩn. Và cuối cùng là làm khô vật dụng ở nhiệt độ cao, không gây đọng nước. Ngoài ra thì chúng ta còn có chế độ 3 cấp độ rửa sạch tối ưu là lọc chính này, lọc những miếng cặn lớn, lọc thô, lọc các loại thức ăn thừa và cuối cùng là vi lọc, đảm bảo cặn bẩn không thể xâm nhập vào nước để làm sạch bát đũa của chúng ta. Và khung bên này là hẹn giờ, chức năng hẹn giờ. Đó, như chúng ta có thể thấy đây. Đó, khi chúng ta hẹn giờ và chọn được chu trình rửa phù hợp, chúng ta ấn nút Start ở góc bên này. Đây là khu vực báo thiếu bóng và thiếu muối. Máy của chúng tôi thì đang có nước làm bóng sẵn rồi, nên là quý vị có thể thấy đây là nó không báo đèn. Còn ở đây là đang thiếu muối nên nó sẽ báo đèn đỏ như thế này. Phần sâu bên trong của máy, như quý vị có thể theo dõi, máy được trang bị hai dàn rửa bát. Ngăn bên dưới là để son, nồi, chảo. Ngăn thứ hai là để bát, đũa. Và phần phía trên này là để phần đũa, khay có thể tháo ra rất là linh động. Bên dưới này là bát này. Và chúng ta cũng có thể để đĩa ở khu vực này. Đó, có hai ngăn. Có hai ngăn để đũa rất là linh động. Và máy rửa bát của chúng ta có thể rửa công suất của máy rửa bát là có thể rửa 8 bộ bát đĩa châu Âu quý vị nhé. Đây, khu vực để đĩa, để bát. Và khi mà để đũa thì chúng ta sẽ gàng lên như thế này. Toàn bộ hai khung rửa của máy đều được làm bằng inox cao cấp, bền chắc. Phần nhựa, đây là phần để đũa thì sẽ được làm bằng nhựa.
với độ bền cao, chịu mài mòn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngăn bên dưới này. Ngăn bên dưới này chúng ta có thể nhấc ra nhấc vào rất là tiện lợi. Thiết kế nhỏ gọn mini, chúng ta có thể để những cái son nồi với size như là size 16, size 20, chảo 24. Hệ thống thanh dây rất là dễ dàng thao tác, không hề có độ bết rít và gây ra tiếng động lớn cho máy. Phần ngăn thứ hai này cũng vậy. Máy được trang bị hai kim phun ở hai dàn làm bằng nhựa chắc chắn với các mắt phun ở đây, quay 360 độ. Với cái áp suất nước lớn cộng với cả cái những cái kim phun này sẽ giúp ích là rửa bát đũa của chúng ta một cách sạch nhất và nhanh nhất, tiết kiệm tối đa năng lượng điện cũng như là nước. Trung bình thì máy tốn khoảng 9 lít nước cho một chu trình rửa và 0,65 kWh. Nhìn không gian bên trong máy thì chúng ta có thể thấy là rất là rộng rãi, với bộ khung bằng inox sáng bóng. Phần bên dưới này là bằng nhựa, nhựa chống ăn mòn và chịu bền cao. Khu vực này là đổ muối, khu vực lọc rác, và góc bên này sẽ là cục turbo sấy khô khử khuẩn, giúp cho bát đũa của chúng ta luôn luôn trạng thái là khô ráo và tránh cái tình trạng đọng nước. Ngoài ra thì máy rửa bát của chúng ta còn được trang bị là công nghệ inverter thông minh giúp tiết kiệm điện năng. Máy rửa bát Dustler được cấp nhãn năng lượng A2+, tiết kiệm tối đa năng lượng điện cũng như là nước. Trung bình là máy rửa bát sẽ tốn khoảng 9 lít nước và 0,65 kWh cho một chu trình rửa. Ngoài ra thì máy còn có chức năng self-clean, tự động vệ sinh máy trên 70 độ và công nghệ Dual Zone Wash, giúp cho bát đũa của chúng ta luôn luôn sạch đẹp và sáng bóng. Khu vực phần cánh của máy, đây là khu vực để viên rửa hoặc là bột rửa. Đây là khu vực để nước làm bóng bát đũa, cũng như là muối. Viên rửa, bột rửa và nước làm bóng là những vật dụng mà chúng ta cần phải dùng riêng cho máy rửa bát, tránh tình trạng là chúng ta dùng nước rửa bát thông thường sẽ tạo bọt cho máy và làm giảm tuổi thọ, cũng như là cách xử lý các cái vấn đề về máy cũng rất là khó. Đây, chúng ta mở nắp ra, chúng ta đổ đầy. Khi mà hết thì nó sẽ báo trên khu vực điều khiển ở màn hình. Đó. Chúng ta xoáy vào. Lưu ý là ở bên dưới này là có cái nẫy, nên là chúng ta cần phải để nó đúng các cái khe của nó thì chúng ta mới có thể xoáy được. Còn nếu như mà để kênh thì chúng ta như thế này đây, chúng ta không thể xoáy được. Đó, để đúng thì chúng ta mới xoáy được. Còn để bên này, đẩy lên, chúng ta cho viên rửa vào và chúng ta đậy nắp. Trong quá trình rửa thì nó sẽ tự động thoát ra và nó sẽ làm sạch bát đũa của chúng ta. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu một cách chi tiết về chiếc máy rửa bát Dustler SCS06M08EU này. Nếu như quý vị muốn tìm hiểu thêm về chiếc máy rửa bát này cũng như là các thương hiệu khác đang có mặt trên thị trường hiện nay, vậy thì đến ngay 992 đường Láng Đống Đa Hà Nội để cùng trải nghiệm các sản phẩm. Bếp An Toàn có các chương trình hậu mãi dành cho khách hàng, cam kết sản phẩm chính hãng 100%, hoàn tiền 200% các sản phẩm sai xuất xứ hoặc phát hiện sai sự thật, nhận đổi trả sản phẩm trong vòng 30 ngày, bảo hành 3 năm, bảo trì trọn đời, lắp đặt miễn phí tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc và thanh toán khi nhận hàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like and subscribe để ủng hộ kênh và theo dõi những video tiếp theo để biết thêm những sản phẩm mới của kênh Bếp An Toàn nhé.